Xin chào quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn ủng hộ Khanh những chiếc khẩu trang của Hình Gia, cũng giống như là những cái ổ khóa vân tay. Rồi, những ổ khóa vân tay của bên Khanh thì sẽ được bảo hành đến 5 năm và tùy theo cái loại của mình mua và sử dụng, và sẽ được trả góp miễn phí 0%, không phí chuyển đổi, không phí quẹt thẻ, để mình có thể đem cái ổ khóa về trải nghiệm. Rồi, trải nghiệm trong một tháng, nếu ông thích thì alo ông Khanh đấy, ông lên, ông đem về ổ khóa ông đi. Ok, được luôn. Rồi, bây giờ video này Khanh sẽ chia sẻ cho mình và giải đáp cho mình những thắc mắc về sử dụng cái chiếc ổ khóa này. Rồi, câu hỏi đầu tiên của tất cả anh chị em đang mua và sử dụng và chuẩn bị mua một cái ổ khóa điện tử có tính năng vân tay, password, mở khóa qua ứng dụng, đó là hết pin thì sao? Rồi, video này Khanh sẽ trả lời cho mình rõ để mình được hiểu. Bản chất cái ổ khóa này là ổ khóa cơ, thì khi hết pin, bây giờ Khanh gỡ pin ra luôn. Đây, pin ở phía sau nè. Bây giờ hết pin đúng không ạ? Đây, Khanh gỡ pin ra nè. Đã gỡ một cục là nó hết rồi, đúng không ạ? Rồi, gỡ một cục thôi. Rồi, bây giờ gỡ một cục nè, chạm đâu có được đâu. Thì khi mà vào nhà bao đâu được, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng chìa khóa cơ. Bản chất nó là chìa khóa cơ. Bản chất nó là ổ khóa cơ. Đây, vào nhà nè. Đấy, vào không được đúng không ạ? Dặn qua một cái, vào nhà được. Đây, bên chị thấy không ạ? Bản chất nó là một ổ khóa cơ, và nó thêm tính năng mở khóa qua vân tay, mở khóa qua password, mở khóa qua ứng dụng, mở khóa qua thẻ từ, chứ không phải nó là một ổ khóa điện tử 100%. Chính vì vậy, cơ vẫn là cơ, và khi mà hết pin mình sử dụng chìa khóa cơ vào nhà. Và chìa khóa cơ thì mình sẽ để trong ô tô, trong xe máy, trong túi, thì khi nào cần thiết mình sẽ sử dụng. Và pin của ổ khóa sẽ xài đến 2 năm mới hết đó, để mình yên tâm khi sử dụng nha. Rồi, bây giờ Khanh sẽ thêm lại. Rồi, rồi bây giờ thêm lại nè, vân tay nè, anh Lộc nhẹ nhàng. Rồi, ok, một câu hỏi kế tiếp. Đối với những cánh cửa mà đã lắp ổ khóa cơ truyền thống, bây giờ muốn lắp ổ khóa thông minh thì có lắp được hay không? Em đang phân vân vì cái lỗ đục trên nó là không giống như cái cũ. Rồi, có sự chênh lệch nhau về hai lỗ hay không? Rồi, Khanh xin phép trả lời với mình là khi mà mình lắp ổ khóa thông minh này trên ổ khóa cũ, thì nếu trong trường hợp cái ngàm này mà bên Khanh xem xét là nó giữ lại được, tức là không cần phải thay bộ ngàm này, thì mình không cần phải đục lỗ mới, và mình chỉ cần thay cái tai vào thôi. Tại vì bản chất cái này nó vẫn là một ổ khóa cơ. Khanh dùng từ là bản chất ổ khóa cơ bởi vì mình mở cơ mà. Đây, mở cơ nè. Rồi, cái này là kỹ thuật bên Khanh sẽ lên kiểm tra. Thì trong trường hợp mà kẹt lắm thì Khanh sẽ, do cái ổ khóa cũ á, cái lỗ mà để bắt cái ổ khóa này vào á, thì nó bị xê dịch một tí hoặc là nó nhỏ, thì bên Khanh sẽ khoét rộng ra thôi. Làm sao mà thẩm mỹ nhất để khi mà mình ốp cái ổ khóa vào rồi, che hết toàn bộ và mình không thấy cái lỗ cũ. Như vậy nó sẽ mang lại tính chất là thẩm mỹ hơn cho nhà mình khi mà sử dụng cái ổ khóa điện tử. Về việc thẩm mỹ hãy để bên Khanh lo, chỉ cần alo số hotline bên Khanh, sẽ có người đến kiểm tra khảo sát và cho mình quẹt thẻ 0%. Nhớ nha, quẹt thẻ 0% là coi như mình không phải trả đồng nào hết. Rồi, hàng tháng mình chỉ trả mấy trăm ngàn qua thẻ tín dụng thôi. Rồi, hãy để cái việc thẩm mỹ ra bên Khanh xử lý. Rồi, một bạn hỏi là ủa sao đọc một số review thì nghe chỉ thêm được 4 mật khẩu vân tay admin, còn có nói chỗ nói thì 10, rồi không có chỗ nói thì có chỗ thì nói là không có thêm user. Rồi, Khanh xin phép trả lời với mình là đối với một cái ổ khóa vân tay của bên Khanh thì đa số là xài được vân tay á, là từ 100 cho tới là 1000. 100 đến 1000, tùy theo loại, tối thiểu là 100, không có nào dưới 100 hết. Rồi, còn về password á, thì có thể lên tới 1000. Đó, thành ra quý anh chị cái này dư sức, mình có thể ứng dụng trong cơ quan, công ty, rồi ứng dụng trong Airbnb, ứng dụng trong phòng trọ, ứng dụng trong nhà. Tại vì nhà của mình thì chỉ có vài thành viên thôi, thành ra cái việc mà lên tới 100 vân tay là không bao giờ xài hết.
Rồi có những cái ổ khóa model của Khanh á là lên tới 1.000 vân tay. Quý anh chị đừng lo lắng cái việc mà thiếu vân tay. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi, trong phần mềm thì bên Khanh sẽ phần mềm tiếng Việt á. Đây trong phần mềm nha. Này để Khanh. Rồi trong phần mềm thì mình sẽ vô phần cài đặt. Rồi, trong phần cài đặt ở đây mình sẽ có thêm là người tham dự. Đây có người tham dự mình tích qua. Thì mình sẽ thêm quyền quản trị, tạo quyền quản trị cho một người nào đó ở quyền quản trị theo thời gian hoặc là vĩnh viễn. Đây quý anh chị thêm giúp giùm Khanh nè. Đấy, mình thêm user, mình thêm tên người nhận. Đây, mình thêm tên người nhận và tên, tức là account của họ đó mình thêm vào. Đó thì ví dụ đi, chồng là một cái điện thoại thì một cái user hiện hữu thì chỉ xài trên một cái điện thoại thôi. Giống như Khanh có hai cái điện thoại thì không thể nào xài một lúc là một account trên hai điện thoại được, nó sẽ tự động thoát ra để bảo mật và tăng thêm tính an toàn. Còn đối với nhà mình, anh chị có hai cái điện thoại, người chồng, người vợ, một mỗi người một cái, thì mình tạo hai cái user và mình thêm quyền quản trị vào đó để mình sử dụng nha. Còn về user, password, vân tay thì nếu anh chị mua, tại vì cái này nó tùy theo phần cứng nha. Phần cứng của họ là có cái dung lượng bộ nhớ thấp và mức độ xử lý thấp, thì họ chỉ lưu được vài cái vân tay và user là chuyện đúng, họ công bố là đúng. Nhưng đối với các phần cứng của bên Khanh, các ổ khóa bên Khanh cung cấp ra thì lưu tối thiểu là 100 và tối đa là 1.000 đó, để quý anh chị có thể yên tâm khi sử dụng. Rồi, như vậy thì Khanh đã trả lời xong các câu hỏi của quý anh chị về cái chiếc ổ khóa, thì mong rằng cái video của Khanh sẽ mang lại giá trị, mang lại những cái suy nghĩ thoáng hơn về một cái ổ khóa điện tử để cho mình có thể ứng dụng vào cuộc sống là thoải mái hơn, để mình có thể là thay thế, mình có thể lắp đặt một cách thoải mái mà không cần phải lo lắng bất kỳ lý do nào nữa. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất từ Bình Khanh nha. Và nếu quý anh chị đang có câu hỏi thắc mắc về cái ổ khóa điện tử này, hãy đặt câu hỏi phía dưới comment để Bình Khanh trả lời và chia sẻ nha. Bye bye.